Thưa quý vị, sáng nay, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai đã tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 6 khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027 và sơ kết các hoạt động phong trào 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Theo báo cáo tại hội nghị, trong 6 tháng qua, Hội Chữ thập đỏ các cấp phát huy vai trò là cầu nối, điều phối trong hoạt động nhân đạo, tích cực kêu gọi vận động nguồn lực ủng hộ nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động như tổ chức các hoạt động Tết nhân ái, tháng nhân đạo, duy trì và thực hiện tốt cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo. Đến nay, các cấp hội đã trợ giúp cho trên 230.000 lượt người dân khó khăn được hỗ trợ, thực hiện 28 công trình nhân đạo, xây dựng 15 căn nhà chữ thập đỏ, trao hàng ngàn học bổng và hàng chục ngàn phần quà cho người dân nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. Hội Chữ thập đỏ các cấp còn phối hợp tổ chức vận động và tiếp nhận được 18.000 đơn vị máu 350ml. Ước tính tổng giá trị các hoạt động trợ giúp nhân đạo, phòng ngừa ứng phó thảm họa, chăm sóc sức khỏe nhân dân là trên 111 tỷ đồng, đạt 52% kế hoạch cả năm nay. Trong thời gian tới, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai tiếp tục triển khai sâu rộng và hiệu quả phong trào người tốt việc thiện, chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái gắn với cuộc vận động mỗi tổ chức mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, tích cực vận động các tổ chức cá nhân duy trì các hoạt động khám bệnh nhân đạo trợ giúp các đối tượng khó khăn bất hạnh, các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc vùng sâu vùng xa, chủ động phối hợp với các ngành đẩy mạnh phong trào vận động hiến máu tình nguyện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao trong năm 2024.